các cầu thủ Barca chỉ ước họ không có mặt ở đó. Hôm ấy, đội bóng xứ Catalan kiêu hãnh đã bị Bayern giày vò, tan phá và xé thành từng mảnh. Một trận cầu khủng khiếp, một cơn ác mộng tuyệt đối. Đội bóng xứ Bavaria có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ tư. 3 phút sau, Barca gỡ hòa. Nó gieo vào lòng các cầu thủ Barca cảm giác về một trận đấu cam go. Nhưng chẳng ai ngờ, bi kịch bây giờ mới bắt đầu. Trong vòng 10 phút từ 21 đến 31, Ivan Perisic, Serge Gnabry và Thomas Müller liên tiếp ghi 3 bàn thắng. Messi và các đồng đội hoàn toàn choáng váng. Một năm trước trong trận đấu với Liverpool, Messi còn kêu gào các cầu thủ cố gắng bình tĩnh và tập trung, đồng thời gia tăng quyền kiểm soát bóng nhằm tránh kịch bản tồi tệ như trước Roma. Lần này, ý chí chiến thắng của anh lại không còn. Trong phòng thay đồ giữa hai hiệp, siêu sao người Argentina ngồi chết lặng, nhìn xung quanh bởi đôi mắt trống rỗng. Có thể vì anh cảm thấy không mảy may cơ hội khi Barca chơi như thế trước một Bayern Munich như thế. Cũng có thể anh đang nghĩ về một kết cục thảm họa giống như trước Roma và Liverpool. Cựu giám đốc của Barca, Xavier Villarreal cho biết, những thất bại kinh hoàng những mùa trước đã tạo nên tâm lý sợ hãi của các cầu thủ Barca. Khi bàn thua thứ hai đến, chúng tôi đều bắt đầu suy sụp. Các cầu thủ không còn tinh thần chiến đấu và chơi với tâm lý lo sợ từ lúc đó đến cuối trận. Tất cả trở nên mất kiểm soát. Họ hành động tự phát và nóng vội. Trước một đối thủ xuất sắc như Bayern, đương nhiên không hy vọng vào một cái kết tốt đẹp. Ông nói, là một huấn luyện viên, sẽ trên đương nhiên là phải hành động. Ông đưa vào Antoine Griezmann thay Sergi Roberto, sau đó đặt niềm tin vào Ansu Fati. Nó chẳng giúp ích được gì, bởi Bayern không ngừng gia tăng áp lực, dễ dàng di chuyển vào những khoảng trống được tạo ra bởi hàng thủ hỗn loạn bên phía Barca. Luis Suarez có một bàn thắng đẹp, nhưng Lewandowski và các đồng đội lại ghi thêm tới 4 bàn nữa. 2-8 là thất bại nặng nề nhất của Barca từng hứng chịu trong suốt 69 năm, đồng thời là trận thua đậm nhất trong lịch sử tham dự Champions League.